Rồi hôm nay các em sẽ học một cái dạng biểu đồ thông thường. Mà cái bài thi nào, bài thi IELTS hay là dễ ra ha, đó là biểu đồ đường. Rồi mình phân tích luôn ha. Ở đây thì nó cho mình, nó có cái đề nha các em, nhưng mà ở đây mình lấy cái hình luôn. Ở đây biểu đồ cho mình ba đường. Cụ thể đây, mỗi đường là tương ứng với lại tên quốc gia. Nhưng mà cụ thể ở đây, đơn vị của nó là phần trăm người sử dụng Internet. Vậy thì nó so sánh, ba đường này chính là so sánh số phần trăm người dân sử dụng Internet ở ba quốc gia này ha. Chính là tương ứng với ba đường này. Biểu đồ đường thì có yếu tố thời gian cho nên mình sẽ có gồm cả so sánh hơn kém lẫn tăng giảm ha các em. Cái phần này là thuộc về Writing Task 1 là biểu là viết phần 1 á. Cho nên là các em sẽ viết ít nhất 150 từ. Viết ít nhất 150 từ và thời gian của nó là 20 phút. Nhưng mà như thầy nói nó sẽ cho trong một tiếng luôn. Các em tự chia ra ha. Cho nên phần này thì mình viết gọn thôi. Ráng tập thói quen viết chừng 15 phút rồi. Để mình dành thời gian cho phần 2 nhiều. Bởi vì phần này nó sẽ dễ hơn phần 2 ở chỗ là không cần phải tư duy ý tưởng quá nhiều. Mà mình sẽ bám sát cho biểu đồ nó có những thông tin gì mình phân loại luôn để mình viết ra. Thì kiểu phân loại như vậy á, là hầu như bài nào cũng có thể xài được. Biểu đồ tương ứng nha các em. Cũng xoay quanh về tăng giảm như thế nào, thời điểm nào mình cần nói và hơn kém như thế nào. Giờ mình sẽ bám sát từng ý tưởng nha. Rồi câu đầu tiên sẽ là một cái mở bài thông thường. Cách viết này có thể xài được cho các bài tương đương luôn ha. Thậm chí là biểu đồ loại khác cũng được. Cho nên kiểu viết này các em sẽ giữ lại ha. Đó là biểu đồ đường so sánh tỷ lệ phần trăm người ở ba quốc gia sử dụng Internet. Cách viết này ở một số cái biểu đồ thầy cũng có hay nói ha. Mình sẽ ghi là biểu đồ so sánh cụ thể là đơn vị gì? Phần trăm ha, percentage. Dù bài nào nói về số lượng thì nó sẽ là number hay là khối lượng là amount hay là quantity. Rồi đối tượng ở đây, nhớ đối tượng là bao gồm danh từ chỉ người hay vật. Cụ thể đây là người ha, people. Cụ thể đây là người. Và mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho nó, nhớ mình sẽ đi chung như vậy luôn ha, cho các bài tương đương. Đối tượng bao gồm danh từ nói về người hay vật và mệnh đề quan hệ bổ nghĩa. Cụ thể đây là người sử dụng Internet. People who use the Internet. Rồi. Vị trí. Tiếp theo thường là vị trí là ba quốc gia ha. Em muốn ghi rõ tên quốc gia luôn cũng được. Hoặc là ghi tên, ghi chung chung cũng được ha. Ở đây giám khảo ghi chung chung. Entry. Country, rồi thời gian, tổng thời gian ha. From to hay là between and vẫn được nha các. From 1999 to 2009. Rồi, ok. Vậy là cách viết kiểu này ha, mình sẽ xài cho bài khác luôn. Cách viết kiểu này mình sẽ xài cho bài tương đương luôn nha các. Biểu đồ so sánh đơn vị cụ thể. Đối tượng được so sánh ở đây cụ thể thường là người hoặc vật và mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho nó. Các em đợi một chút. Mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho nó. Rồi, vị trí và thời gian. Thầy sẽ ví dụ một số cái ha. Thầy có thể gợi ý rồi các em có thể tự viết thêm. À, mình viết nháp lại ha. Có ý, ai cũng thấy mà.
Ai không thấy nhớ nói nha. Nếu không thấy em tắt ra em vô lại đi. Ừ, có xe nha. Bạn không thấy nhớ nói thầy nha. Thầy ví dụ như thầy muốn nói là biểu đồ cột so sánh số người mua xe hơi ở ba quốc gia từ 1999 đến 2009, các em ghi thử đi ha. Biểu đồ thầy thầy ví dụ ha, thầy gửi cho các em thử tự viết để mình cảm nhận được cái ngữ pháp luôn ha. Mốt cái bài nào cũng vậy. Rồi, biểu đồ so sánh số lượng người mua xe hơi ở ba quốc gia. Rồi, từ 199 đến năm 2009 luôn ha. Deloitte Craft compares people who ha, thường sẽ là quá khứ nha các em. Bought car, mua xe hơi riêng của họ đi. Bought their driving car. Nhưng mà bên Entry country. Rồi từ năm 19 đến hay thầy ví dụ một cái nữa là biểu đồ cột so sánh lượng gạo xuất khẩu từ Việt Nam và Thái Lan. Rồi cũng từ 1999 đến 2009 ha. 90 cũng được. Tập quen đi ha các. Biểu đồ đường so sánh lượng gạo xuất khẩu từ Việt Nam và Thailand. Rồi cũng từ 199 đến 2009, các em ghi thử ha. Rồi, thầy ghi thử ha. Biểu đồ cột so sánh lượng ha. The amount. Còn gạo hoặc là quantity vẫn được nha các. By which were exported. Xuất khẩu như to. Vừa đến các nước châu Âu đi. Từ Việt Nam và Thái Lan ha các. From Vietnam. And from thì nhiều quá thì phải bị truy nè. Rồi, xong ha. Biểu đồ cột so sánh lượng gạo xuất khẩu sang các nước châu Âu từ Việt Nam và Thailand. Rồi, vậy là xong được.
Mở bài ha, bây giờ đến khổ nhìn chung. Khổ nhìn chung, theo phân tích nè, mình sẽ có hai ý tưởng cho cái loại bài cột này ha. Đó là các em sẽ xu hướng chung và so sánh chung. Xu hướng chung của cả ba đường và so sánh chung của cả ba đường luôn. Thì ý tưởng như thế nào? Xu hướng chung là em sẽ xét từ điểm đầu và điểm cuối. Và xét thêm ở giữa giai đoạn nữa. Bài này dễ một cái là cả ba đường điểm đầu và điểm cuối tăng. Nhớ nghe, tăng. Và ở giữa giai đoạn không có biến động nhiều. Cứ đi từng bài ha. Nếu biến động nhiều mình xét khác nghe các. Ví dụ như là đồng ý, thầy ví dụ thôi. Từ điểm này đến điểm đầu đến điểm cuối nó tăng, nhưng mà ở điểm giữa nó có biến động, ví dụ như nó tăng lên đây, nó giảm xuống, rồi nó lên lại, rồi nó giảm xuống, sau đó nó tăng mạnh lên lại ha, cũng vẫn là tăng ở điểm cuối, nhưng lúc đó ở giữa giai đoạn mình nó có biến động mạnh thì mình sẽ xét lại, có thể là bất ổn, hoặc là mình chia ra nửa giai đoạn đầu thì nó tăng trong khi nửa giai đoạn cuối thì nó giảm, thì ví dụ như vậy đó. Từng bài thầy sẽ có cái hướng cụ thể. Mình vô tiếp ha. Cả ba đường đều tăng, giống ý tưởng, vì vậy chỉ có một câu chung thôi. Chứ nếu mà nó khác ý tưởng thì mình có thể mình sẽ viết riêng ra ha. Nhưng mà do nó giống ý tưởng, vì vậy phải viết một câu, đơn giản một câu chung thôi. Rõ ràng rằng là một số bạn nào có học cái biểu đồ trước đó thì biết cái chữ này. Rõ ràng là tỷ lệ phần trăm ha, này vẫn là tỷ lệ phần trăm dân số sử dụng Internet tăng ở mỗi quốc gia, là tăng ở cả ba nước đó, thông qua chu kỳ được thể hiện. Rồi, bắt đầu phân tích nè. It is clear that là các em giữ nguyên nhé. Nó nhấn mạnh thôi. Rõ ràng rằng là có nghĩa là rõ ràng trong biểu đồ như thế nào. Cái này thì mình giữ nguyên ha. My proportion đồng nghĩa với percentage. Ở đây người thì nó nói về dân số, cho nên mình có một cái từ đồng nghĩa đó là dân số. Em xài chữ citizen vẫn được ha. Citizen hoặc là resident. Rồi. Cũng như vậy, đây là một mệnh đề quan hệ giống hồi nãy luôn. Đối tượng chỉ người và vật. Mệnh đề quan hệ bổ nghĩa về nội dung chính để mình phân biệt ra. Từ người đó làm gì hay người đó như thế nào. Ví dụ như người học đại học hay là người đi du học. Rồi, ý tưởng chung của cả ba đường đều tăng, cho nên đây là ý chính của nó ha. Tăng ở cả ba quốc gia. Và cái cụm từ thông qua chu kỳ được thể hiện, đây là đại diện là cho cụm tổng thời gian 19 đến năm 29. Tổng thời gian, tại vì đang ở khổ nhìn chung cho nên mình xét thể hiện tổng thời gian. Over the period. Sorry. Vậy thì câu này chỉ đổi từ vựng thôi nghe các em. Không có gì khác biệt hết. Rồi. Từ từ ha, cũng ví dụ thử nè.
Ví dụ ha. Rồi, tỷ lệ phần trăm của người du học tại Mỹ là tăng ở cả đây là xíu. Thôi mua xe đi, mua xe hơi cho các em dễ nói xíu. Tỷ lệ phần trăm của xe hơi được sản xuất là tăng ở cả ba quốc gia thông qua chu kỳ được thể hiện. Tỷ lệ phần trăm của xe hơi, số lượng xe hơi đó, được sản xuất là tăng ở cả ba quốc gia thông qua chu kỳ được thể hiện. Em ghi thử đi. Cho thầy ghi ha. Biểu đồ cột. À, sorry. Tỷ lệ ha, rõ ràng là con bắt chước thôi. Tỷ lệ phần trăm của xe hơi được sản xuất ha, là tăng ở mỗi quốc gia, các quốc gia đó thông qua chu kỳ được thể hiện ha. Thầy cũng thử tiếp nè ha. Tỷ lệ phần trăm hay là số cũng được. À, tỷ lệ phần trăm của người học đại học là tăng ở mỗi quốc gia thông qua chu kỳ được thể hiện. Số lượng người, số phần trăm người học đại học là tăng. Thôi giảm đi, mình đổi là giảm đi. Giảm ở mỗi quốc gia thông qua chu kỳ được thể hiện. Các em cứ viết đi cho nó quen cái chữ. Rồi, thử ha. Rõ ràng rằng là tỷ lệ phần trăm của người học đại học ha. Dân số đi, dân số học đại học.
Rồi giảm đi ha. Giảm thông qua chu kỳ được thể hiện. Rồi. Xong ha. Vậy là khổ nhìn chung đã xong. Bây giờ đến so sánh chung. Thì so sánh chung ở đây các em cũng sẽ có hai ý. Cái này sẽ có từ vựng nè. Sorry. Các em sẽ có ý tưởng như sau. Mình sẽ tách biểu đồ ra như thế nào cho nó dễ nhìn. Cũng sẽ có nhiều cách tách ha. Cũng có sẽ có nhiều cách so sánh, nhưng mình sẽ đi từng bài. Ở đây giám khảo, đối với cái bài ba đường này, giám khảo sẽ so sánh hơn của hai đường bên trên hơn một đường bên dưới để tách biểu đồ ra làm hai. Vừa có yếu tố so sánh một cách rõ ràng, vừa dễ nhìn. Theo ý tưởng ha, là ba đường nhưng hai đường trên dính chùm với nhau, có một đường lẻ, thì ý tưởng là so sánh hơn để tách hai cái biểu đường bên trên. So sánh hơn với đường bên dưới, vừa có yếu tố so sánh rõ ràng, vừa biểu đồ cho ta thấy được cái tổng quát giá trị của nó ha. Thì so sánh là biết cái nào hơn kém là mình sẽ tổng quát được giá trị. Rồi. Còn những bài khác mà nó có ý tưởng khác thì thầy sẽ gửi tiếp, nhưng cũng dựa theo cái kiểu này ha, cũng kiểu so sánh và tách cái biểu đồ ra. Ừ, bạn nào nhớ lên tắt hero nhé. Cũng là so sánh và tách biểu đồ ra. Thầy ví dụ như là hai cái đường này đảo ngược đi. Hai cái đường này nó đứng ở dưới với có một cái đường lẻ nó đứng bên trên. Nghĩa là cái thằng này là nó vượt trội hơn hai đối tượng này. Vừa đảo ngược là xíu. Thì lúc này em sẽ nói là đối tượng này là giá trị của đối tượng này cao hơn giá trị của hai đối tượng còn lại. Cũng được ha các em, nó sẽ giúp cho mình tách cái video ra làm hai, cho thấy được cái sự tổng quát. Các em coi thử nè. Tỷ lệ phần trăm của người Canada và người Mỹ, hai cái đường trên ha, gom lại, sử dụng Internet là cao hơn ha, much larger là cao hơn, lớn hơn, tỷ lệ phần trăm lớn hơn so với người Mexico. Rất là dễ hiểu ha các em. Tỷ lệ phần trăm của người Canada và người Mỹ là cao hơn, sử dụng Internet á, là cao hơn so với người Mexico. Tới đây đi ha. Và các em có thấy ở đây là sử dụng a percentage, ngữ pháp khác so với the percentage nhé. Bây giờ thầy sẽ ghi ra và thầy sẽ ví dụ cho các em thấy ha. Hai cái này khác như thế nào? Thầy ghi cái thôi ha, cho các em dễ thôi. Rồi. Rồi, các em coi sự khác biệt ha.
Rồi, đối với cái ngữ pháp mà the percentage of á, thì cái vế đằng sau này là vế phụ. Vì vậy, khi so sánh hơn là worth higher or lower than, đúng không? Là so sánh hơn của cái percentage này tiếp. Hiểu không các em? Có nghĩa là tỷ lệ phần trăm cái này cao hơn so với tỷ lệ phần trăm cái kia. Cho nên cái này buộc phải viết lại đầy đủ ha các. Thì vẫn có từ vựng đồng nghĩa để mình đổi bình thường, không có gì hết. Ví dụ như là một cái từ đại diện là that. That có nghĩa là chỉ đơn giản là nó đại diện là cho cái cụm từ đơn vị trùng nữa ha. Đại diện là cho cái từ chỉ đơn vị mà bị trùng, giống như the percentage. Đây cũng là the percentage, thì cái này em chỉ cần ghi that là được rồi. Số nhiều là dose ha. Rồi, nói chung là vẫn phải ghi lại đơn vị. Rồi, vế đằng sau vẫn ghi bình thường ha. Có cái là chỗ này mệnh đề quan hệ nó giống y hệt, đúng không? Who use the internet? Vì vậy, khỏi cần ghi cũng được ha. Nhưng vẫn phải đủ cái vế như vậy là đơn vị và cái vế phụ của nó. Đây là ngữ pháp của the percentage of ha. Larger than cũng là the percentage luôn, rút gọn lại. Hay là đổi từ khác. Rồi, vế sau như thường. Y hệt thì cứ bỏ bớt nha các. Bình thường không sao hết. Còn cái percentage of này ngữ pháp khác. Đầu tiên đó là cái vế đằng sau. À, vế đằng sau nó. Các em viết mệnh đề thường thôi. Thay vì trên là mệnh đề quan hệ đúng không? Thì lúc này nó sẽ là mệnh đề thường. Rồi. Và cái tính từ so sánh hơn á, thì lúc này nó không có đứng sau to be giống như câu trên đây, mà nó sẽ đứng vị trí tính từ bổ nghĩa cho cái từ chỉ đơn vị, cái chữ the percentage. Các em hiểu ha? Nó sẽ là đứng vị trí bổ nghĩa cho cái từ chỉ đơn vị. Và đằng sau thì vẫn ghi down bình thường. Và lúc này cái đối tượng này không cần phải ghi lại từ chỉ đơn vị nữa. À, ở đây chứ thầy, sorry. Vừa đây thì ghi lại the percentage đi ha. Không cần phải viết lại cái vế này nữa. Mà em chỉ cần viết lại cái cụm, cái gọi là cái đối tượng tương đương với đối tượng trước cái động từ chính, trước cái động từ nghe em. Thì nhắc lại là chỗ này mình xài mệnh đề thường cho nên nó chỉ có động từ thôi. Thì đối tượng tương đương chính là người tại Mỹ, thì dịch thử nè. Lượng người tại Mỹ sử dụng Internet thì là lớn hơn ha, nhiều hơn nha. Nhiều hơn, mình dịch đây là nhiều hơn luôn. So với người tại Mexico. Thì dịch lại ha. Người tại Mỹ sử dụng Internet là nhiều hơn so với người Mexico. Cái này nếu mà mình viết theo sang cái chữ more là các em dễ hiểu hơn nè. Nó giống ha các em. Đó, nó như vậy đó. Nó giống á, mà more đây thì nó sẽ tương đương với lại many thôi. Thì nhiều hơn là more. Còn đây a percentage of thì nó không có cái từ khác, thì mình sử dụng tính từ bổ nghĩa nè. Vậy thì thầy nhắc lại là cái chữ a percentage of đây nó là vế phụ. À, đừng nói vế phụ, các em lỡ rồi. Percentage of ở đây các em coi nó giống như là many. Nó giống như many people ha. Nó giống như many. Rồi, vế đằng sau. Nhớ là vế đằng sau viết mệnh đề thường không mệnh đề quan hệ ha. Thì khi so sánh hơn thì many thì chuyển thành more. Và percentage of thì mình chỉ cần thêm tính từ là higher or larger bổ nghĩa cho percentage. Thì nguyên cái vế này thật ra nó giống như chữ more vậy đó. Có cái là đơn vị nó khác rồi ha, này là phần trăm. Rồi, then bình thường ha các em. Cho nên lúc này có phải là người tại Mỹ sử dụng Internet là nhiều hơn so với người Mexico đúng không? Ừ, đó. Đây là cái công thức của nó đó. Cho nên cái này với cái này là giống nhau nha. Nó khác đơn vị thôi.
Rồi vậy thì thầy tóm lại là a percentage of hay là mốt là a number of cũng được. An amount of cũng được. Thì thứ nhất là tính từ so sánh hơn nha, sẽ đứng vị trí là tính từ bổ nghĩa cho percentage. Rồi vế đằng sau sẽ viết mệnh đề thường. Gen bình thường ha, và đối tượng đối trọng ha. Giống như nói chung là đối tượng trước cái cụm từ a percentage of này là people in the US so với people in Mexico. Đó, các em hiểu ha. Và trong bài thì giám khảo còn một cái đổi so cái chữ đen này lại nữa là cái chữ in comparisons with. Nó giống chữ đen ha, không có gì hết. In comparisons with. Then hoặc là in comparisons with hoặc là in comparison hoặc là phải compare to. Cái này là phải nha, phải có phải nha các em. Phải compare to. Rồi ha, các em hiểu ha. Rồi, bắt đầu thầy sử ví dụ cho các em viết thử nè. Cũng cái này ha. Bây giờ thầy muốn nói là à, thầy quay quên đây xíu để thầy giảm từ vựng chút xíu. Vậy thì thầy có phải là tóm lại đây là a large percentage đúng không? Cái chữ much ở đây ý nó muốn nói là rất nhiều á. Tại nó bự hơn nhiều nè. Rồi, Canadian chính là people in Canada đó. And Americans là people in the US. Hot access to the internet chính là use the internet. Đó đó kìa. In comparisons with. Này dễ ha, này chính là đen này đó. Rồi Mexican chính là people in Mexico. Rồi bây giờ thầy ví dụ thử cho các em làm ha. Thầy muốn nói là quay lại cái vụ xe hơi đi. Xe hơi sản xuất á. Nè thầy bỏ mất tiêu rồi. Thầy muốn nói là lượng xe hơi tại Việt Nam được sản xuất là nhiều hơn lượng xe hơi tại ngôi nào thực tế xíu cho mấy đứa gì lượng xe hơi được sản xuất tại Nhật Bản thì nhiều hơn lượng xe hơi được sản xuất tại Hàn Quốc, các em ghi thử rồi. Cái này các em dùng phần trăm vẫn được ha, em nói phần trăm đi cho nó dễ nhớ. Lượng phần trăm xe hơi được sản xuất tại Nhật Bản là nhiều hơn, nhớ nha, nhớ cái chữ nhiều hơn sẽ để đâu nha, so với xe hơi tại Hàn Quốc. Các em nghĩ được ha. Rồi, lượng phần trăm xe hơi được sản xuất tại
Nhật Bản hay là được, hay là xe hơi tại Nhật Bản được sản xuất cũng được, là nhiều hơn so với xe hơi tại Hàn Quốc. Larger percentage of cars in Japan, huh? Were made in comparison with cars in Korea. Rồi, thầy muốn nói nữa ha, một cái nữa đi. Là bây giờ là số đi ha. Hồi nãy giờ mình xài là percentage. Bây giờ đến số, number. Số lượng xe hơi à, đợi xíu. À rồi, số lượng xe hơi tại Hàn tại Nhật Bản luôn được xuất khẩu sang Việt Nam là nhiều hơn số lượng xe hơi tại Hàn Quốc. Số lượng xe hơi tại Việt tại Nhật Bản được xuất khẩu sang Việt Nam là nhiều hơn xe hơi tại Hàn Quốc. Rồi. A larger number of cars. Em có thể nói là xe hơi tại Việt Nam xuất nào thôi. Tại thì được rồi. Japan, huh? Were exported to Vietnam in compared to cars courier. Rồi, xong ha. Nhớ mấy cái này là mệnh đề thường nha các. Vậy là xong được khổ nhìn chung. Còn cái ý cuối này khỏi cần nha các. Ý cuối này hiện tại thầy sẽ không xài. Thầy chỉ chung quy đó là xu hướng chung và so sánh chung. À còn cái nữa thì quên nói đó là chữ over, tổng quát ha. Tổng quát nghĩa là tổng cái thời gian này nè. À cái tổng cái thời gian này. Giống như nó nhấn mạnh lại lần nữa đó. Tổng quát là tổng cả biểu đồ luôn ha. Cái này cố định và giữ cho thầy để các em viết bài khác ha các. Rồi bây giờ đến thân bài 1 nha các.
Rồi, ý tưởng đầu tiên của thân bài 1 đó là khẳng định giá trị của thời điểm đầu tiên của mỗi đường luôn ha. Em sẽ liệt kê hay em sẽ đưa ra giá trị đầu tiên của mỗi đường. Nghĩa là ở Mỹ bao nhiêu, Canada bao nhiêu, Mexico bao nhiêu. Rồi, nhưng không, mình không sẽ không nói một cách thông thường là mỗi nước bao nhiêu, mà sẽ có sự liên đới kết hợp giữa ba nước này, hay cụ thể ba đường này ở thời điểm đầu tiên. Thì sự kết hợp đây đó là các em sẽ dùng yếu tố so sánh, yếu tố so sánh để em liên kết ha, liên kết giá trị của ba đường. Thầy sẽ đọc qua một lần, các em sẽ dễ hiểu lắm, không có khó gì hết. Ba đường thì so sánh gì các em? Theo ý tưởng là so sánh gì? Ba đối tượng thì là so sánh nhất ha, so sánh nhất nha. Nhưng các em coi cách viết nè, thì cứ cho tinh thần là mình vẫn là so sánh nhất, nhưng coi cách viết nè các em. Năm 1999, tỷ lệ phần trăm người sử dụng Internet của Mỹ là 20%. Nó đây. Số liệu cho Canada và Mexico là hai nước này thấp hơn. Hai đối tượng này đều ở mức là 10 và 5% theo thứ tự. Vậy thì các em phát hiện ra gì à ha? Rồi, cách viết của loại này đó là em sẽ khẳng định giá trị của đối tượng cao nhất trước. Hay đây cụ thể là tỷ lệ phần trăm người sử dụng Internet tại Mỹ nè. Rồi, số liệu. Rồi, các em giữ được ha. À, câu này vẫn là một câu giống trên đây ha. Cũng là xuất phát bằng the proportion of hay the percentage of á. Rồi, ở đây cũng là người. Ở đây mình đang quan hệ nha các em. Nó rút gọn đó. Thì bạn nào quên cái vụ rút gọn mình để quan hệ, có gì nói thầy dạy ha. Ừ. Tại sao nó using để rút gọn mình để quan hệ, nghe các em là who use the internet, rút gọn á. Mà nào quên cứ nói thầy ha. Rồi tỷ lệ của nó là bao nhiêu? Cụ thể. Chúc thầy sẽ nói cái chữ bao xíu ha. Rồi số liệu, the figure for, số liệu cho hai quốc gia còn lại. Mình có chữ figure này ha, để chúng thầy nói luôn là thấp hơn tất cả đều ở mức bao nhiêu, respectively là theo thứ tự nha, nghĩa là 10 và 5 là cho Canada và Mexico. Rồi bây giờ thằng phân tích chút xíu. Đầu tiên cái chữ about đây ai cũng biết, about các bài biểu đồ thường là, các bài biểu đồ thường là có tính chất giá trị tương đối. À, các em có tính chất là giá trị tương đối, cho nên là nó sẽ mang tính chất là khoảng chứ không phải là chính xác hoàn toàn là bao nhiêu. Nhớ nghe các em. Không phải chính xác hoàn toàn là bao nhiêu. Vì vậy thì sẽ là thường giá trị nó mang tính chất là nó gần thôi. Còn thí dụ như có cái bài nào mà biểu đồ đường á, nó có cái đường dọc á, để nó khẳng định giá trị bao nhiêu á, thì tôi mới chắc chắn là chính xác ha, nếu mà mình nó để ngay chóc ngay đó. Còn không thì nó sẽ đi chung với những chữ, ví dụ như chữ khoảng nè, about, around, near, approximately được cái là nó gần luôn ha, nó sát luôn ha. About, around, near, approximately. À, almost. Rồi. Còn những chữ nữa. Dường như khoảng trên, khoảng dưới đi. Just under hay là just fewer.
than ha, hay là just less than cũng được. Less than. Just. Over. More than. Largest. Than vẫn được nha các em. Rồi. Đó, đây là những cái chữ mình có thể xài. Này là khoảng khoảng dưới với khoảng trên nha. Thật ra là mấy chữ này không bắt buộc các em đổi nha các em. Em có thể là viết chữ này. Em có thể xài những cái chữ này xài lại vẫn được nha. Này thoải mái, cái này thì không bắt buộc, cái này nó là đơn vị. Rồi, rồi các em hiểu ha. The figures for, cái chữ figure này mình dịch nó là số liệu, nghĩa là cái chữ này sẽ đại diện lại cho những, thậm chí là đại diện lại cho cái ý tưởng đó là phần trăm người sử dụng internet. Số liệu mà mình dịch chung là số liệu, figure là số liệu cho, có nghĩa là số phần trăm người sử dụng internet đó các em. Thì ví dụ như là số liệu cho Canada đó chính là số phần trăm người số phần trăm người sử dụng internet tại Canada ha. Các em giữ máy chút xíu ha.
Rồi, tiếp ha các. Tại nãy có người nhà thầy gọi, không biết đang chạy về quê. Người nhà đang đi về quê để ăn cưới đám cưới á. Thầy thì không có đi. Đám cưới của bên bà con xa. Rồi, tại dưới miền Tây đang mưa quá trời lớn luôn các. Không biết bạn nào ở dưới. Ở đây thì nóng, Sài Gòn nóng quá trời nóng. Rồi tiếp ha các em. Vậy là các em hiểu hiểu câu này không? The figure thì các em sẽ đi chung the figure for nha, không có of nha các. Mình sẽ cộng cho thứ nhất là cái dễ nhất của nó là cộng cho tên của đường. Thôi thầy nói này cho dễ xíu. The figure for sẽ cộng cho tên của quốc gia hay là tên của một vị trí nào đó. Ví dụ như thành phố cũng được các em. Ví dụ như là số liệu cho thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hả? Thì cũng vẫn là the figures for Hồ Chí Minh City and Hà Nội Capital, ví dụ như vậy cũng được ha các em. Thì thường là figures for sẽ cộng cho tên của địa điểm. Hai á là nó sẽ cộng luôn cái vế này. Người thì ví dụ như số liệu cho người sử dụng internet tại Mỹ đi, thì nó lại sử dụng viết nguyên cái này cũng được ha các em. The figures for people using the internet in the US. Thì lúc này thì nó lại giống the proportion of. Hay là the percentage of luôn. Nó cũng vậy thôi. Cho nên figures đây, nó còn nữa nhưng mà thầy sẽ lấy nói hai cái này trước đó ha. Tên của địa điểm hoặc là nguyên viết lại nguyên cái vế là đối tượng và mệnh đề quan hệ. The figures for people use the internet cũng được ha. Rồi, vậy thì số liệu cho hai cái vị trí còn lại là thấp hơn, nhớ là phải nghe các em, ở mức bao nhiêu respectively. Rồi bây giờ thầy sẽ ví dụ thử ha. Thầy sẽ ví dụ thử ha, các em cứ làm thử, tại vì bây sau này mình vừa học vừa thực hành luôn, cứ làm từ từ, nắm kỹ luôn ha. Thầy muốn nói là vào năm 1999, rồi tỷ lệ người học đại học tại Mỹ là 20%. Số liệu cho Việt Nam và Trung Quốc là thấp hơn, đều ở mức là 10 và 5%. Các em ghi thử đi. Chứ đâu ít dữ vậy. Năm 1999, tỷ lệ phần trăm người học đại học tại Mỹ là khoảng 20%. Số liệu cho Việt Nam và Trung Quốc là thấp hơn, đều ở mức là 10 và 5% theo thứ tự. Cũng khoảng nha, nếu mà ở em các em ghi chữ khoảng đi. Ghi thử đi các em. Xong rồi thầy sẽ viết thử.
Rồi, thử ha. Năm 1999, tỷ lệ phần trăm ha, the proportion. Người học đại học tại Mỹ là 20%. Số liệu cho Việt Nam và Trung Quốc là thấp hơn, đều ở mức là 10 và 5%. Học luôn ha. Study in university. Số liệu cho hai cái còn lại, the figures for Vietnam and China were lower, 10 và 5% ha, at about 10% and 5% respectively. Rồi, thầy cho một câu nữa ha các. Vào năm 2000, số lượng luôn, mình xài số luôn ha. Số người thất nghiệp tại Mỹ là 50%, nhiều quá, là 5%. Số liệu cho Việt Nam và Thái Lan là thấp hơn, ở mức là 3 và 2% theo thứ tự. Năm 2000, tỷ lệ phần trăm người thất nghiệp tại nhiều thầy kỳ thiếu đúng không? À, người thất nghiệp tại tại à, tại Mỹ là khoảng 5%. Số liệu cho Việt Nam và Thái Lan là thấp hơn, đều ở mức là 10, đều ở mức là 3 và 2%. In 2000 ha, các em cứ ghi nháp ngoài, mình tập viết cho quen đi. Như nói thật thật tập lắm đó. Làm đi ha, học xài 100% luôn đi. Người ha, ví dụ như là Vietnam in Thailand. Rồi, các em hiểu ha. Xong rồi đó. Bây giờ đến thầy giảng từ từ là cũng lâu ha. Rồi, thôi cứ giảng luôn ha các em. Bây giờ đến cái tiếp theo. Đó là liệt kê giá trị của thời điểm giữa thân. Chịu khó xíu ha các em. Tại vì bài lý thuyết thì phải giảng kỹ. Như nãy thầy có kẹt chút xíu. Giữa thân thì mình không có nói hết nha các em, mà mình sẽ chọn cái điểm nổi bật thôi. Thì điểm nổi bật chọn như thế nào? Có nhiều cách chọn, nhưng mà thầy sẽ chỉ một cái cách mà các em dễ chọn nhất. Rồi cùng giám khảo để giám khảo cũng dễ nhìn đó. Đó là em sẽ dùng cái vị trí của ba đường để em kiếm ra điểm nổi bật.
Thì ở năm 1999, cái vị trí ba đường đó là Mỹ, Canada và Mexico. Thì cái vị trí kiểu này ha, vị trí kiểu này, nó giống nhau cho đến thời điểm năm 2002, là có sự khác biệt. Thôi mình chú ý 2002 trước nha. Là Mỹ và Canada trùng lập. Rồi, bây giờ cũng chính cái thời điểm này, các em nhìn qua những năm tiếp theo, cái thời điểm nào nó giống, cái sự trùng lập này, à, nó giống cái điểm nổi bật này, thì năm 2005 nó giống ha. Vì vậy mình sẽ có hai điểm giống. Mình nên chỉ chọn một điểm là được rồi. Như thầy nói, đối với bài biểu đồ không nhất thiết phải kể hết giá trị nha các em, không có kể hết tất cả thời điểm, nhớ không có kể nha. Cho nên là có kể là được và kể cái điểm nổi bật thôi. Thì ở đây hai cái điểm giống nhau, các em chọn một điểm được rồi. Thường là sẽ chọn điểm nửa giai đoạn. Thứ nhất là nó giúp cho tổng quát được nửa biểu đồ ha. Đó, nó tổng quát được nửa biểu đồ. Thứ hai là nó xa chút xíu so với thời điểm mới nói là năm 1999. 2002 thì mới đây. Rồi, chả lại nói nữa. Em nói hai thời điểm cũng được nha. Nhưng mà giống thì chọn cái thôi. Vậy là các em hiểu tại sao giám khảo chọn 2005 rồi ha. Rồi. Tiếp theo. Điểm nổi bật tiếp theo cứ xét hết này các em. Thì tới năm 2003 nó cũng có sự thay đổi, đó là Canada đứng đầu, US đứng thứ hai và Mexico đứng thứ ba. Cái kiểu này nó giống ở 2006, 2007, 2008, 2009. Thì cũng như vậy, các em chọn một thời điểm thôi. Và lúc này thầy có một cái ý tưởng, thầy có một cái để nói nè. Là bài biểu đồ nào cũng vậy, thường mình sẽ luôn ưu tiên điểm đầu tiên và điểm cuối cùng. Các em hiểu đúng không? Đầu và cuối nên nói, thậm chí là phải nói luôn á. Vì vậy lấy điểm cuối cùng là chính. Rồi, các em hiểu tại sao rồi ha, tại sao cuối cùng là giám khảo chọn là chính. Với lại một phần nữa là từ năm 2005 tới 2009 nó không có biến động nè, không có biến động gì nhiều, cho nên là mình nói này ha. Còn nếu mà trường hợp gặp các bài có biến động thì lúc ấy thầy sẽ có cái gợi ý cho các em xét lại. Còn không có biến động nó suông thì mình chọn một điểm thôi, là điểm là chính, là điểm cuối cùng. Rồi, quay lại đây ha. Năm 2005 tỷ lệ, sorry, việc sử dụng Internet tại cả Mỹ và Canada tăng lên 70% dân số, trong khi đó số liệu cho Mexico chỉ đạt 5%. Rồi, lúc này có tăng giảm rồi đó. Các em biết sao không? Đến thời điểm giữa thân, nghĩa là có sự kết nối với thời điểm mới nói trước đó, nó đã có xu hướng rồi. Xu hướng rồi. Vì vậy, bắt đầu mình sẽ xét. Năm 2005, cả Mỹ và Canada đều tăng lên là khoảng 70 đúng không? Vì vậy, cũng như vậy một câu chung thôi, là tỷ lệ phần trăm của Mỹ và Canada sử dụng Internet tại Mỹ và Canada tăng lên 70%. Rồi, còn của Mexico cũng tăng, mà tăng thấp hơn thôi ha. Cho nên giám khảo mới ghi là cái này vẫn là số liệu này ha. The figure for Mexico chỉ đạt là tăng đó các em. Khoảng trên nè, nãy thầy nói nè, khoảng trên 25%. Và khi có hai câu nói về xu hướng khác biệt, có hai câu nói về xu hướng, à, không phải xu hướng khác biệt, thầy nhầm. Nói chung là có hai câu nói về xu hướng thì sẽ có cái liên từ đối chiếu, đó là chữ trong khi. Cái này là các em học luôn ha. Có hai câu nói về xu hướng, nó có khác hay giống cũng vậy, mình sẽ có cái liên từ đối chiếu ha, liên từ kết hợp, liên từ đối chiếu của hai câu này, đó là chữ trong khi. Thầy có một số chữ nữa các em có thể linh hoạt sử dụng vẫn được ha. Trong khi, một đống luôn, whereas. Hay có một cái nữa đó là chấm phẩy ha. Mean while. Cái này thì nó sẽ có thêm cái chấm phẩy đằng trước.
Rồi, vậy hả các em? Bắt đầu thì cái này thì the figure four thì các em biết rồi ha. Bây giờ thầy phân tích chút xíu về cái chữ internet usage ở đâu ra ha. Thực ra chỉ đây chỉ là ý tưởng thôi. Thầy sẽ ghi lại rồi các em coi thử nè ha. Thì em có ai buồn ngủ không vậy? Học xíu nữa xong rồi ha các em. Tại thầy giảng bài đọc phải kỹ xíu. Ví dụ như thầy muốn nói là tỷ lệ phần trăm ha. Như là 20% đi. À, tăng giảm chứ, sorry. Rồi câu này ok ha. Cái này thì là câu bình thường, như nãy giờ thầy nói tỷ lệ phần trăm người sử dụng xe hơi tại Việt Nam là tăng lên tới mức á, increase to ở mức là khoảng 20% năm 2000. Tỷ lệ phần trăm người sử dụng xe hơi tại Việt Nam là tăng lên tới mức nha, increase to là khoảng 20% năm 2000. Này là giám khảo sẽ roast to tự động nghĩa nha các. Thầy còn một số chữ nữa. À, thầy cho một số chữ luôn đi để cho các em dễ hiểu. Roast to increased to when rồi. Nó còn nữa nghe các em. Mà thầy sẽ cho thêm sau. Bắt đầu các em sẽ tận dụng cái ý tưởng đó là thay vì em bắt đầu bằng cụm từ. À, thầy ghi lại đi. In Việt Nam. Rồi thay vì các em bắt đầu bằng cụm từ là đơn vị đúng không? Tỷ lệ phần trăm người sử dụng Internet tại Việt Nam tăng lên đến 20 năm 2000. Thì lúc này các em sẽ bắt đầu bằng sự việc. Việc sử dụng xe hơi tại Việt Nam. Nghĩa là cái này em nhìn theo mệnh đề quan hệ là em thấy à. Em sử dụng mệnh đề quan hệ, em nhìn vô mệnh đề quan hệ là em thấy à. Người sử dụng xe hơi thì đang nói về việc sử dụng xe hơi. Cái này mình linh hoạt được nghe các. Thì cách dễ nhất dù các em không biết một cái word form. Nó còn cái chữ nữa đó là use it. Rồi, ở đây thì bắt đầu sự việc. Thì ví dụ như là sử dụng xe hơi thì mình sẽ dịch là việc sử dụng xe hơi. Thì có hai cách viết. Một á, dễ nhất là em không biết từ vựng á, em xài tất cả động từ chỉ mười phút hết cho thầy là việc gì đó tại đâu thì tăng lên bao nhiêu phần trăm, cụ thể là phần trăm gì, thời điểm nào. Còn một cái nữa là danh từ của cái động từ đó, nó là use mà danh từ của nó là gì thì bên bài nãy mình học hay là cái chữ use it. Cái này thì từ vựng thôi nghe các, vậy là car use it, car use it đó ha, tùy các em chọn. Thì sự việc này tăng lên phần trăm, thường là nếu mình sử dụng kiểu này thì mình sẽ nói là phần trăm gì, phần trăm đối tượng gì. Này là phần trăm người, phần trăm dân số ha các. Không ghi mà không ghi mình được quan hệ đằng sau nhé. Tại có sự việc thay thế rồi. Vậy thì 20% người năm 2000.
Rồi, các em hiểu ha. Bây giờ thầy sẽ ví dụ một cái nữa. Thầy muốn nói là tỷ lệ phần trăm. Xe hơi được sản xuất ha tại Việt Nam là tại Mỹ đi là tăng lên khoảng 2%, 20% năm 2000. Các em ghi thử đi. Tỷ lệ phần trăm xe hơi được sản xuất tại Mỹ là tăng lên khoảng 20% năm 2000. Thầy viết luôn ha, các em cứ ghi về thầy viết luôn. Rồi chuyển thành sự việc nha. Cái chữ made không có nghe kìa. Mà thầy có cái chữ là manufacture. Từ từ mình có thể xài chữ khác được mà, hoặc là produced. Thì hai chữ này có danh từ hết nha các. Hai chữ này có danh từ hết nha các. Thầy xài chữ produce thôi, vậy là car production in the US increased to about 20%. Cái này thì khỏi cần ọp ha nha, ta biết car rồi, xe hơi rồi. Đó. In 2000. Rồi, các em hiểu ha. Này thì thầy nhắc lại là chủ yếu là từ vựng thôi, chứ không gì hết. Ý quá các em có thể xài lại câu như thường hay là the figures for cũng được, the figure for đó, the figures for car rồi viết lại thôi. Thay vì percentage drop thì em xài the figures for. Rồi, vậy là đã xong được ý này ha, và ý cuối cùng là cũng là ý cuối cùng của bài. Một lần nữa, do từ năm 2005 đến 2009 không có biến động, vì vậy lúc này mình chỉ liệt kê giá trị của năm cuối cùng, và một lần nữa cũng là ba đối tượng dùng so sánh, hay cụ thể là so sánh hơn. À, sorry, so sánh nhất. Này thầy chỉ luôn ha. Năm 2009 tỷ lệ phần trăm người sử dụng internet này, đổi chữ rồi nghe các. Thay vì xài là people who use the internet nè. Internet user đó là cao nhất tại Canada. Khoảng 100% người Canada sử dụng Internet so với khoảng 80% người Mỹ và Mexico, 40% Mexico. Ý tưởng là so sánh nhất và ngữ pháp lúc này cũng là một so sánh nhất luôn. Cũng là so sánh nhất luôn. Cụ thể đó là các em sẽ khẳng định đối tượng cao nhất là ở thời điểm này đối tượng cao nhất là ai. Đây cụ thể là tỷ lệ phần trăm người sử dụng Internet là cao nhất tại Canada. Đây là một câu bình thường nha. Nãy giờ giám khảo xài câu bình thường không đó. Không có đổi gì nhiều đó. Rồi. Bài này là 9 điểm nha các em. Của giám khảo. Nhưng còn lý do tại sao 9 điểm, thầy sẽ phân tích. Sau này thầy sẽ phân tích rõ.
linh hoạt, từ vựng, cấu trúc đa dạng, vẫn đa dạng nha, và ý tưởng rõ ràng, nó vẫn đủ hết nha các em. Rõ ràng mỗi câu nãy giờ của mình dù viết như thế nào vẫn có ngữ pháp khác này đúng không, và có những từ vựng khác, không nhất thiết phải đổi hết nhưng mà vẫn có cách dùng từ khác. Ý tưởng chắc chắn rõ ràng rồi, từng bước luôn ha. Vừa đủ ha. Trăm này, trăm mấy thì vừa, trăm rưỡi mà thầy không nhớ bài này trăm nhiêu, nó cũng khoảng 150 mấy à, là quá chuẩn luôn rồi đó. Rồi thầy quay lại, tỷ lệ phần trăm của người sử dụng internet tại Canada là cao nhất, khẳng định đối tượng cao nhất nha. Và lúc này sẽ đưa ra giá trị cụ thể. 100% người Canada sử dụng internet so với các em quen không? Rất giống câu trên đây hồi nãy. Quen chưa? Thay vì xài ở percentage top đúng không? Rồi, với đằng sau sử dụng mệnh đề thường, không xài mệnh đề quan hệ thì chính là nó đó các em. Mà thay vì xài a percentage of đúng không? Mình sẽ ghi cụ thể giá trị bao nhiêu của đối tượng cao nhất là Canada ha, là Canadian nè. Gần 100% người Canada mà đề thường sử dụng internet. Giết mình đề thường nè. Rồi cái chữ này nãy thầy mới giảng luôn rồi đó. Compare to nè. Rồi hai đối tượng còn lại chính xác ha. Em xài in comparisons with vẫn được ha. Và cũng phải liệt kê các đối tượng còn lại, giá trị đối tượng còn lại, chắc chắn là đang nói về giá trị mà. Đây là cách viết cuối cùng đó các em. Dễ hiểu ha. Vậy thì thầy nhắc lại cái này thì trễ quá, không 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 cho ví dụ, để một bài tập tới đây thì cho. Năm cuối cùng, cụ thể tỷ lệ phần trăm của đối tượng cao nhất là bao nhiêu, à, là đối tượng nào? Cụ thể là bao nhiêu phần trăm của đối tượng đó sử dụng internet so với các đối tượng còn lại, bao nhiêu phần trăm cụ thể? Khoảng 80 và chỉ 40, chỉ cũng là khoảng à, khoảng chỉ á. Rồi tới đây hết bài ha các em. 11 giờ mấy rồi, cho các em ngủ. Xong ha.